đất ơi. Em bị điên hả? Em làm gì vậy? Em bầu bì bụng lớn như vậy mà làm nặng vậy nguy hiểm lắm biết không? Kệ em đi. Với lại giờ anh nhìn coi, của nhiều quá như vậy, em không dùng sức á thì làm sao mà trẻ hết được. Thôi em uống nước đi, để anh làm cho. Thôi mà, anh để em làm cho. Để mợ hai thấy á, rồi mợ hai đánh đòn anh nữa giống hôm qua cho coi. Bộ nhìn anh bị đánh đòn em xót lắm hả? Xót chứ sao mà không xót. Da thịt mà bị đánh đòn sao mà không đau được chứ. Em nói thiệt á, mỗi lần thấy anh bị đòn giống như là em bị đòn vậy đó, đau lắm. Anh đưa đây em chẻ cho. Anh không sao đâu, quen rồi, đừng có lo. Em uống nước đi. Cho dù có bị đau, bị chết gì á, anh cũng không sợ. Còn uống nước đi, anh làm cho. Trời ơi! Em nói là để em chẻ cho mà, không có nghe gì hết à. Không biết chừng nào tụi mình mới thoát cái cảnh ở đợi này nữa. Không lẽ cứ để người ta ngồi trên đầu cởi cổ như vậy hoài sao? Chắc không bao giờ hết đâu. Tại sao cũng là kiếp con người như nhau mà lại có sự đối xử phân biệt kỳ cục như vậy? Tại kiếp trước người ta có tu, còn mình thì không. Tu cái gì? Tu cái gì mà sống kiểu vậy? Thôi mà, anh đừng có tức tối lên như vậy nữa. Ai biểu mình nghèo làm gì? Thiệt tình là không. Anh Lũ. Anh Lũ. Em nghe anh nói nè, anh chán sống cái cảnh này lắm rồi. Hay là bây giờ hai đứa mình trốn ra khỏi căn nhà này đi. Anh nói gì vậy? Tại sao lại trốn? Trời ơi. Tại vì dì Bảy kêu anh giấu em, sợ em lo, ảnh hưởng đến em bé ở trong bụng. Nếu mà em không trốn khỏi đây á, là thế nào em cũng bị bà chủ giết chết. Giống như là giết cô Lành, má của cậu hai vậy đó. Em nói bậy cái gì vậy? Tại sao bà chủ lại giết má của cậu hai? Tại vì bà ghen, bà không muốn ngang hàng với một con ở đỡ. Em hiểu không? Anh đã biết ý định của bà chủ với mợ hai từ lúc em mang thai em bé đầu tiên rồi. Nếu mà anh và dì Bảy không nhanh trí bảo vệ cho hai mẹ con em á, thì hai mẹ con em không yên ổn tới bây giờ đâu. Dì Bảy bảo vệ không yên ổn, ý anh là tên nước này anh không muốn giấu em chuyện gì nữa. Chính tai anh nghe bà chủ nói lại với mà hai là sai con hiểm tìm mọi cách để hại em hư thai đó. Hả? Anh Lũ, những người độc ác đó chuyện gì cũng dám làm hết. Nếu không có cậu ba á là em bị tống cổ ra khỏi căn nhà này từ lâu rồi. Trời, anh Lũ, anh nói làm em sợ quá. Em cũng không giấu anh nữa. Bà chủ đã một lần đòi quăng con em xuống giếng rồi. Bây giờ em phải làm sao bây giờ? Em sợ quá, em không muốn mất con em đâu. Cho nên em phải nghe anh. Bởi vì chính như vậy em phải càng nhanh chóng thoát khỏi căn nhà này cùng với anh. Nhưng mà, nhưng còn, còn ý em muốn nói tới cậu ba đúng không? Dạ. Dù gì thì cậu cũng thương em. Nếu em đi, cậu sẽ buồn lắm. Buồn rồi cũng hết thôi. Cũng giống như ông chủ ngày trước. Ông chủ yêu cô Lành đến mức nào rốt cuộc rồi cũng quên. Bình à, nếu mà một khi cậu ba đã cưới vợ về rồi á, em sẽ không còn một chút giá trị nào ở trong căn nhà này nữa đâu. Bà hội và mợ hai sẽ hành hạ em cho đến chết. Cậu ba thì thương em, nhưng minh thương dễ tránh, đánh lén khó phòng. Em thì ở ngoài sáng, còn người ta ở trong tối, lại có tiền, có bạc, có quyền lực. Người ta hại em như trở cái bàn tay vậy đó, hiểu không? Bình à, anh xin em đó. Em nghe lại anh một lần thôi, một lần này thôi, anh xin em nha. Hai đứa bay. Bộ nhà tao dư gạo lắm hay sao
Mà mướn tôi bay về ngồi chơi nói dốc vậy hả? Dạ dạ. Đống củi vẫn còn nguyên đó, chừng nào mới xong việc? Dạ dạ, con trẻ liền bở hơi. Dạ. Còn thằng Lũ, sao chưa đi gánh nước? Tao đã dặn mày đừng có sớ rớ tới gặp con mình, tại sao mày không nghe? À, hay là tại cái con này nó quyến rũ mày? Mợ đừng có nói Bình như vậy. Bình là một người con gái đàng hoàng, chứ không có trắc nết lăn loàn như ai kia đâu. Mày, mày dám trả treo hả? Mày trả treo? Mày nói ai là trắc nết hả? Nói ai trắc nết hả? Mày nói ai? Mày, ê, đủ rồi nha. Mày, tôi nói mợ nghe, mợ đừng có ép người quá đáng nghe. Mợ mà làm quá hả? Tôi phanh phui mọi chuyện cho mọi người biết hết đó. Đừng có ép tôi. Mày dám? Mày, Lũ, mày đứng lại đó. Đứng lại đó cho tao. Mày dám? Mày nhìn cái gì? Nhìn nè. Bữa nay tao cấm mày ăn cơm. Ra chuồng heo ngủ nghe chưa? Trời.